Xin chào quý vị và các bạn. Công ty ô tô Thái Phong ở Đông Bê Mỹ Đình đã theo chân các bạn được 4 năm về cái dòng xe Đông Bê này rồi. Hôm nay mình lại giới thiệu đến cho các bạn một cái sản phẩm khác, dán đề can rất đẹp của Đông Bê X30, những cái sản phẩm mà bên mình đã góp những cái phần công sức không nhỏ để thiết kế lên cái xe như thế này. Trước mắt các bạn là cái sản phẩm Đông Bê X30 phiên bản 5 chỗ đời 2020, hoàn toàn mới của nhà máy Đông Bê. Chiếc xe này có một màu đen. Đấy, như các bạn nhìn thấy là nó là màu đen. Và nó được dán đề can vàng lên như thế này. Chiếc Đông Bê X30 đã quá nổi tiếng rồi. Nó nổi tiếng từ cái thiết kế ngoại hình cho tới các cái nội thất bên trong. Vẫn một cái thiết kế giống như những chiếc xe BMW. Mình hay gọi đùa đó là chiếc BMW của xe Đông Bê, của Đông Bê đấy. Các bạn nhìn thế này. Chúng ta sẽ có ở đây một cái hốc gió giống như chiếc xe của BMW này, cụm đèn pha bằng bi xê lông, biển số được bắt ở dưới, đèn gầm, đèn phá xương. Ở đây là cái động cơ, cái logo của động cơ 1.5 lít là trái tim của cái sản phẩm này. Cái động cơ này sản sinh ra 80 kW ở 5.600 vòng quay trong một phút. Chúng ta có hai tay cây tay nắm cửa bằng mạ chrome. Nói chung cái tay nắm này rất khó hỏng như những chiếc xe khác, như là xe Photon này, xe Kenbo này, hay là những dòng xe khác của TMT sắp ra mắt thì chưa chắc họ đã có cái tay nắm cửa đẹp như thế này. Chiếc xe này có một vài cái điểm rất đặc biệt. Thứ nhất là nó sẽ có một được khá là nhiều các cái option mà các bạn sẽ không thấy được ở trên những chiếc xe Đông Bê khác. Đầu tiên là ghế da. Hệ thống ghế da màu lâu này ở những chiếc xe khác thì về mặc định ban đầu chiếc xe X30 thì nó chỉ có xe ghế lỉ thôi, còn đây là có ghế da rồi. Ngoài ra cái sản phẩm này còn được có thêm cái bộ lót sàn và trải vô năng nữa nhưng mình chưa lắp vào. Thì đây cái sản phẩm của cái đơn vị này là họ bán về đông trùng hạ thảo để làm giãn xương cốp tốt cho xương. Và cái đặc biệt đó chính là cái hình ảnh của nghệ sĩ Xuân Hinh ở đây cầm sản phẩm của họ này. Đấy, trên bản thiết kế thì mình làm cho họ bản đẹp hơn rất nhiều, màu sơn cơ. Nhưng mà khách hàng thì cũng muốn tiết kiệm chi phí nên là họ chỉ dán đề can thôi. Rõ ràng là dán đề can như này nó sẽ không được bắt mắt bằng. Mời các bạn ra đằng sau, chúng ta sẽ có một chiếc xe có những cái gì ở đằng sau. Nhất là thông tin. Đây này, các bạn nhìn này, thông tin công ty của họ ở trên này. Chúng ta có hệ thống kính đen đằng sau, rất quen thuộc rồi, logo Đông Bê được dính chặt đằng sau như thế này. Đó. Đông Bê X30 V5 là một những chiếc xe mà rất hiếm hoi được trang bị một cái lớp sàn bằng inox 3 ly. Cái lớp sàn này rất nổi tiếng, nó đã trải qua 4 đợt nâng cấp rồi và càng ngày nó càng hoàn thiện hơn. Đấy, đằng trước là tấm chắn điều hòa, thì cái sản phẩm này thì khách hàng không muốn lắp cái tấm chắn điều hòa nên mình không làm. Ok, chỉ với chiếc xe này hiện tại đang được nhà máy Đông Bê niêm yết ở mức giá là 288 triệu. Nếu các bạn quan tâm đến cái sản phẩm này, cần tư vấn thêm, hãy gọi điện cho mình 0987733322. Mà nếu các bạn muốn thể hiện được cái thương hiệu của bạn trên chiếc xe này thì mình cũng sẽ giúp các bạn làm được điều đó. Nếu các bạn các bạn cần hỏi bất kỳ một vấn đề gì về các cái dòng xe này, Kenbo này, xe tải van này, các bạn có thể là gọi lại cho mình. Số điện thoại mình để bên dưới. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau. Chân thành cảm ơn.